buổi tối. Houston, 7:30 đến 9:30 sáng. New York, 8:30 đến 10:30 sáng. Cali, 5:30 đến 7:30 sáng. Paris, 2:30 đến 4:30 chiều. Sydney, 11:30 tối đến 1:30 sáng. Còn mấy tàu bình nhà, thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thương chào tất cả đạo hữu. Hôm nay chủ nhật, ngày 5 tháng 12 năm 2021, Phật lịch 2565, môn học thắng pháp Avitamma. Chương 6, Thoát yếu tương tập. Samuchaya Sankaha, bài 43, Thoát yếu hỗn hợp. Bisaka Sangaha, về lục nhân Chahitu và thức chi thiền Satta Chanaan Nhati. Thượng tọa Thầy Sư và Thượng tọa Giác Đẳng biên soạn giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta cho nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin thành kính đảnh lễ và cung kính minh hạnh được nghiêm lễ. Nam mô Phật Thầy Giả. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian dạy, vô thượng điều ngự, thiện nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đối tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sư tổ thành thầy, chúng con thành kính tri ân thượng tọa minh hạnh. Giờ đây chúng con thành cung thành thượng tọa Giác Đẳng, chuẩn bị dẫn nhập chốc trời hôm nay. Nam mô Phật Thầy Nhớ. Nam mô Phật Thầy Nhớ. Kính trưng thượng tọa minh hạnh, cảm ơn của Mr. Panya. Kính đại lễ thượng tọa tổ sư, đại lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý phật tử. Thưa quý vị, một trong những đặc điểm của Phật pháp nói chung và thắng pháp nói riêng là chúng ta nghe rất nhiều sự trình bày về cái bản chất tự nhiên của các pháp, mà nó không có qua cái lăng kính của luân lý đạo đức mà các tôn giáo khác thường đề cập. Điều này được nói rõ ở trong phần tương tập, và riêng cái phần tương tập hỗn hợp này chúng ta sẽ có những chi pháp mà nó có thể là tự tha, tức là đi với thiện thành thiện, đi với bất thiện thành bất thiện. Nó có những thể là một cái chi pháp mà đôi khi chúng ta thường nhìn nó một chiều. Nhưng mà ở đây có cái nhìn chúng tôi tạm gọi là rất là khoa học, là chúng ta phải tùy đặc điểm nó ở trong cái ngữ cảnh nào, ở trong chỗ nào mà chúng ta nói. Thì riêng trong phần tương tập hỗn hợp từ đây cho đến vài bài học tới thì chúng ta sẽ được nghe một số những cái đề tài mà ở trong đó nó bao gồm cả thiện và bất thiện. Trong bài học của ngày Chủ nhật này, tức là ngày hôm nay, thì chúng ta học hai đề tài
một đề tài nói về cái sáu cái căn cội của tâm, đó là sáu nhân và ba nhân bất thiện và ba nhân thiện. Và chúng ta cũng học về bảy chi thiện. Khi mà chúng ta nói về sáu nhân thì quý vị cũng sẽ, chúng ta sẽ trở lại một lần nữa nhìn cái căn cội của thiện ác qua cái nhìn bản thể. Và khi mà chúng ta nói về bảy chi thiên, có lẽ quý vị sẽ rất là ngạc nhiên, mặc dù chúng ta đã bắt gặp trong nhiều nơi, nhưng mà chưa bao giờ chúng ta tìm thấy cái bản liệt kê bảy chi thiên ở trong những cái đề tài khác. Bây giờ mời quý Phật tử lắng nghe phần bài học. Và sau khi chúng ta nghe bài học, sẽ cung thỉnh Thượng Tọa Tỳ Siêu giảng dạy cho ý nghĩa của bài học ngày hôm nay. Sa thú lành thay, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Chư Đẳng. Bài học hôm nay, chương 6, thoát yếu tương tập. Samuchaya Sangaha. Bài 43, thoát yếu hỗn hợp. Nisaka Sangaha. Về lục nhân, cha hệ tu. Và thức chi thiền, Satachana An Kai Ni. Một trong những đặc điểm của Thắng Pháp nói riêng và Phật học nói chung là có những đề tài bao gồm thiện, thiện hay nằm ngoài cả hai. Điều này vượt khỏi tính lý tôn giáo và mở ra cánh cửa của tri thức, vốn là nền tảng của khoa học ngày nay. Riêng hai đề tài trong bài học này, một nói về sáu căn cội của bất thiện và tịnh hảo, hay là bảy chi thiền có thể lạ lẫm với một số người không quen với cách nói về bản thể Pháp. Mặc dù hai thiền chi cuối thường không nằm trong bảng liệt kê của năm chi thiền, nhưng được đề cập nhiều qua những kinh văn liên hệ. Tập hợp những pháp có lẫn lộn tính chất thiện, bất thiện và vô ký, gọi là thoát yếu hỗn hợp, có bảy pháp như sau. 1. Lục nhân, cha hi tú. 2. Thức chi thiền, Satachana An Gani. 3. Thập nhị chi đạo, Đoa Đó Thập Mắc Gần Gani. 4. Nhị thập nhị quyền, Bavi Satin Satrin Yani. 5. Của lực, Navapa Lani. 6. Tứ trưởng, Chattaro Atipati. 7. Tứ thực, Chattaro Ahara. Giải thích. 1. Lục nhân, Chahi, là sáu nhân tương ưng của tâm. Nhân hay tứ là yếu tố làm cho tâm sanh mạnh mẽ, vững vàng, được cây mộc cứng cáp, vững mạnh, cho rễ khỏe vệ. Sáu nhân là: 1. Nhân tham, Lô phá hê tú, là căn bất thiện có tính chất đeo dính cạnh. Nhân tham tương ưng đối với tâm nào thì gọi là, thì gọi đó là tâm tham. Đây chính là tâm sở tham. 2. Nhân sân, Đô xá hê tú, là căn bất thiện có tính chất nóng nảy dị ứng với cảnh. Nhân sân tương ưng với tâm nào thì tâm đó gọi là tâm sân. Đây chính là tâm sở sân. 3. Nhân si, mô há hê tú, là cơn bất thiện có tính chất tối tâm, che đậy trí tuệ. Nhân si tương ưng với tâm nào thì tâm đó gọi là tâm bất thiện. Nhân si đi cùng nhân tham tạo ra tâm tham. Nhân si đi cùng một nhân sân tạo ra tâm sân. Nhân si đi đơn lẻ tạo ra tâm si. 4. Nhân vọng, Alo phá hê tú, là căn tịnh hào có tính chất tốt đẹp. Đặc tính của vô tham là không nhiễm cảnh, không luyến cảnh. Nhân vô tham tương ưng với những tâm tịnh hào, tâm thiện và tâm vô ký tịnh hào. Đây chính là tâm sở vô tham. 5. Nhân vô sân,
Adosa Hệ Tu là căn tịnh hảo có tính chất tốt đẹp. Đặc tính của vô sân là không nóng bức, không đối kháng cảnh. Nhân vô sân tương ứng với các tâm tịnh hảo đồng sanh với nhân vô tham. Hai nhân này là tịnh hảo biến hành. Nhân vô sân chính là tâm sở vô sân. Sáu, nhân vô si Amoha Hệ Tu chính là tâm sở trí tuệ, là căn tịnh hảo có tính chất tốt đẹp. Đặc tính của vô si là sáng suốt, hiểu biết. Nhân vô si có mặt trong các tâm tịnh hảo tương ứng trí. Nhân vô si nhất định đi chung với vô tham và vô sân. Hai, thất chư thiền Sattaccha na angani thiền chana có hai ý nghĩa: chú ý vào đối tượng Aramanu Pani Chanam và tiêu hủy nghiệp cảnh Pachanika Chapanam. Bảy chi thiền là: một, tầm Pitaka, hướng tâm vào cảnh. Chi pháp là tâm sở tầm, hiệp 55 tâm, hù tầm. Hai, tứ Vichara, gắn kết với cảnh. Chi pháp là tâm sở tứ, hiệp 61 tâm, hủ tứ. Ba, hỷ Piti, gắn kết với cảnh. Chi pháp là tâm sở hỷ, hiệp 51 tâm, hủ hỷ. Sáu, nhất hành Ekakata, nhất tâm trên đối tượng. Thiền chi này, chi pháp là tâm sở nhất hành, hiệp 111 tâm, từng ngũ song thức. Tâm sở nhất hành, trong ngũ song thức, không chi thiền. Năm, hỷ thọ Somasa, cảm giác vui trong cảnh. Thiền chi này, chi pháp là tâm sở thọ, hỷ, hiệp 61 tâm, hỷ thọ. Sáu, u thọ Domanasa, cảm giác buồn phiền với cảnh. Thiền chi này, chi pháp là tâm sở thọ, u, hiệp 2 tâm sân. Bảy, xả thọ Upekkha, cảm giác bình thản với cảnh. Thiền chi này, chi pháp là tâm sở thọ xả. Hiệp trong 45 tâm, xả thọ, trừ 8 tâm xả thọ ngũ sân thức. Tâm sở thọ xả trong ngũ sân thức, không thành chi thiền. Bảy chi thiền hợp với tâm dục giới, có ý nghĩa là chú ý vào đối tượng, chứ không có nghĩa thiêu đốt pháp nghịch. Nghĩa thứ nhất rất rõ. Sáu chư thiền, trụ u, hợp với các tâm thiền, Chanachitta, thì có hai nghĩa: chú tâm trên đối tượng và thiêu đốt nghịch cảnh, nghịch pháp. Thiêu đốt ở đây có nghĩa là làm suy yếu sức mạnh của nghịch pháp, hoặc làm cho nghịch pháp không phát sinh. Nghịch pháp của thiền chi là hôn thủy, Thinamitta, đối nghịch với chi tầm, Vittaka, hoài nghi, Vichikicca, đối nghịch với chi tứ, Vichara, sân, Vatiga, đối nghịch với chi hỷ, Piti, dục dục, Kamachanda, đối nghịch với chi nhất hành, Ekagata, trò hối, và u, Uthaccha, Kukukcha, Domanasa, đối nghịch với chi hỷ thọ, Sumanasa và chi xả thọ, Upekkha. Thất chi thiền xuất xứ từ sáu chi pháp là tâm sở tầm, tâm sở tứ, tâm sở hỷ, tâm sở nhất hành và tâm sở thọ. Bài đã học bài 42 Toát yếu bức thiền Akusala Sangaha, về thập phiền não Dosa Kilesa. Bài học tiếp theo bài 44 Toát yếu hỗn hợp Misaka Sangaha, về thập nhị chi đạo Dwadasa Maggangani. Biên soạn giáo trình Thì Khao Chắc Đắng. Giờ đây chúng con thành kính đảnh lễ và cung thỉnh Thượng Tọa Thầy Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giả.
Nam mô Bụt Thầy Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Kính lễ Phật, kính lễ Pháp, kính lễ Tăng. Kính chào Thượng Tọa Pháp Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Tây Nguyên, cùng chư Tân Đức cùng chung. Thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Trước khi chúng ta đi vào bài học thì chúng tôi cũng mình sẽ đính chính lại đây một chút. Ở trong nguyên bản thảo của chúng tôi, có trai chính tả lại thì viết đúng như mà ở đây đánh sai một vài điểm mà chúng tôi không có. Chúng tôi cứ tin tưởng rồi chúng tôi để nguyên không có sửa. Chẳng hạn như nói lục nhất chi pháp là chắc hê tu, có trường âm bị trái lại số nhiều, sáu lần tới sáu lần cha hê tu trên này cha hê tu là một. Thứ hai nữa là khi mà dạy cái phần mà giải thích về lục nhân đó, một nhân tham, thì ở đây khi cái câu dưới đó, nhân tham tương ưng với tâm nào thì gọi đó là tâm tham. Thì ở đây, ở trong bài đánh là nhân tham tương ưng đối với tâm nào, có thêm chữ đối vô trong đó thì nó làm cho nó hơi lượm thượm chút xíu quý vị. Cho nên quý vị bỏ chữ đối dùm đi. Rồi một điểm nữa là ở phía dưới số 3 là nhân si. Cái câu cuối cùng là nhân si đi cùng với nhân sân tạo ra tâm sân, chứ không phải đi cùng một nhân sân. Đi cùng một nhân sân, bỏ chữ một đi, chúng ta bỏ chữ một. Câu số 3, nhân si đi cùng nhân sân tạo ra tâm sân. Nhân si đi cùng nhân sân giờ, đúng rồi đó. Cái đó chúng ta phải sửa lại cho. Để thôi các Phật tử đọc vô mà thấy nó lượng thượng, nghĩ là chắc Thượng Tọa Tỳ Siêu không rành tiếng Việt cho nên viết bản lượng thượng quá. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trở lại với bài học. Hôm nay chúng ta học về cái thoát yếu hỗn hợp. Như trong lời dẫn nhập mình Thượng Tọa Giác Đẳng về trình bày đó, một trong những đặc điểm của thắng pháp nói riêng và nói chung là có những đề tài bao gồm chỉ là thiện hay những đề tài chỉ là bất thiện, có những đề tài bao gồm cả thiện lẫn bất thiện, hay đề tài nằm ở ngoài cả hai. Điều này nó vượt khỏi cái tính lý tôn giáo, mở ra cánh cửa tri thức vốn là nền tảng của khoa học ngày nay. Trong cái lời dẫn nhập của Thượng Tọa Giác Đẳng có ghi như vậy và có trình bày như vậy. Cho nên ở đây, trong cái phần mà thoát yếu tương tập Samuccaya Sangaha này, chúng ta mới có bốn phần thoát yếu. Phần 1
là chúng ta đã học về thoát yếu bất thiện. Nó gồm có 9 cái đề pháp. Cái phần 2 là chúng ta nói thoát yếu hỗn hợp, là nó gồm cả thiện cả bất thiện trong đó, trong một cái đề pháp. Nó gồm có 7 đề pháp. Và sắp tới thì chúng ta học phần 3, tức là thoát yếu đảm giác, là những cái pháp giác ngộ. 7 pháp giác ngộ chỉ là thiện thôi. Và cái phần thứ tư là chỉ để nói về hàm tận thoát yếu, đó là thoát yếu những cái đề pháp mà không có nói đến riêng về thiện hay riêng bất thiện, mà nói chung cái pháp chân đế, tổng hợp cái pháp chân đế, như là quẩn xứ giới đế. Cũng rất lý thú khi mà chúng ta học qua cái chương thứ 6 này, và đây cũng là một vấn đề mà chúng ta thấy rằng ở trong tam pháp đó, là không phải nói những cái gì nó quá xa với kinh tạng và luật tạng. Khi mà chúng ta đề cập đến chính cái pháp, chính cái đề pháp thuộc về bất thiện, thì chúng ta thấy ở trong kinh tạng vẫn có nói đến. Và khi mà chúng ta học về 7 cái đề tài, 7 cái đề pháp mà hỗn hợp, thì ở đây trong kinh tạng vẫn có nói đến. Và sắp tới đây chúng ta học về 7 cái đề tài mà liên quan đến cái pháp giác ngộ. Trong 7 đề tài đó thành 37 vô thí bát giác, chúng ta gọi là bồ đề phần. Thì ở trong kinh tạng thường xuyên đề cập đến. Và khi mà chúng ta học về hàm tận thoát yếu, thì rõ ràng 5 quẩn 12 xứ 18 giới và tứ diệu đế, thì ở trong kinh tạng, ngay ở trong tương ưng bộ kinh chúng ta học, chúng ta đã gặp và chúng ta sẽ gặp sắp tới. Nên đây cũng là một điều mà khiến cho chúng ta có cái sự phấn khởi, hoan hỷ khi mà chúng ta học về tám pháp. Thưa quý vị, trong 7 cái đề tài của hỗn hợp tóc yếu, hôm nay chúng ta chỉ học có 2 phần, 2 đề tài thôi, tức là lục nhân và thất chi thiền. Và cũng như trong lời dẫn nhập của Thượng Tọa Giáo Đẳng khi nãy, hôm nay gặp phải một cái đề tài gọi là chi thiền. Thường thì chúng ta nói chi thiền ấy, chi thiền là 5 là tầm tứ hay lập định, nhưng mà hôm nay chúng ta nói thất chi thiền là 7, mà lại là hỗn hợp, tức là nó có vừa có thiện vừa có bất thiện. Thì cái điều này chúng ta phải hết sức là khó hiểu khi mà chúng ta đã có một thói quen đến thiền
để chúng ta nghĩ đến cái chuyện mà cái pháp tu tập tu chứng, chứ đâu có nghe nói thiền là cái pháp bất thiện đâu. Nhưng mà nếu cái này đó mà chúng ta không thông qua được đó, thì mai mốt khi mà chúng ta học qua, chúng ta học về duyên hệ Chana Pachyo, tức là thiền na duyên, chúng ta gặp lúc đó chúng ta sẽ bị trở ngại là bỡ ngỡ nữa. Cho nên ở đây trong cái phần tiểu học này là chúng ta phải học kỹ lưỡng chút. Bây giờ nói về luật nhân, cái tiếng gọi là hetu, các vị Phật tử đừng có ngạc nhiên tại sao hồi nãy sửa là hetu là hetu, giờ nói hetu không phải thứ gì. Khi nào mà chúng ta đi với cái con số 6 chá thì ở phía sau phải là danh tự, phải số nhiều, chá hetu. Còn khi mà chúng tôi đang nói chuyện về nhân thì phải dẫn chứng Bali là hay tu thôi, chứ không có được là hay tu số nhiều. Chứ không phải là chúng tôi lẩm cẩm, chúng tôi tỉnh táo lắm. Cái gì chứ Bali chúng tôi rất là tỉnh táo. Quý vị yên tâm đi, không sợ được. Rồi thưa quý vị, cái chữ hê tú nhiều nghĩa. Nó có bốn nghĩa. Mà ở trong Thanh Tịnh Đạo có đề cập đến. Chúng ta nói Upapatti Hetu, tức là chúng ta nói nhân sanh. Nhân đó là điều kiện, là nguyên nhân. Thí dụ như ở trong Kinh Tạng khi mà nói đến cô hi tú cô bách chì vô, do nhân gì duyên gì mà cái sự kiện đó lại là như vậy, thì chữ hi tú và chữ bách chì vô, bách chì vô ở đây đó không có phải chỉ cho pháp thập nhị nhân duyên hay là sáu nhân gì cả, mà chỉ là một cái câu hỏi thí dụ như khi mà nói đến cái điều kiện hay là nguyên nhân mà nó phát sinh nhận thức, trong đó có cảnh sắc, có ánh sáng, có con mắt, được có sự tác ý, có sự chú tâm không? Có đủ bốn nguyên nhân đó thì nó làm cho phát sinh lên nhận thức. Thì trong trường hợp này chúng ta gọi là Upapatti Hetu. Còn khi mà chúng ta nói Upapatti Hetu, thí dụ chúng ta nói làm lành thì được quả lành, rồi là ác thì gặp quả khổ, thì như vậy cái nghiệp quả đó, nhân nào quả nấy, thì nhân này chúng ta gọi là Uttama Hetu.
Còn cái gọi là sa-na hi tú là dân đó, thì đây chúng ta nói 12 cái nhân quả liên quan, hay gọi là paticca samuppada là y tương sinh, vô minh duyên cho hành, thì vô minh là nhân, hành là quả, rồi hành duyên thức, hành là nhân, thức là quả, thức duyên danh sắc, như vậy thức là nhân, rồi danh sắc là quả. Cái nhân quả nó liên quan với nhau như thế, thì đây chúng ta gọi là sadharana hetu. Còn có một trường hợp thứ tư đó, thì chúng ta gọi là samyutta hetu, nhân mà tương ưng, tức là nó có cái sự hòa hợp với tâm, là nhân tố, là gốc. Chữ nhân, chữ hay tú này nó đồng nghĩa với chữ mulaka, là gốc. Tất cả pháp bất thiện thì gồm có những cái pháp mà phiền não khi lê sát, thì những phiền não đó nó có ba gốc, gọi là ba nhân bất thiện. Hay là nó tạo ra những cái pháp ác, những cái pháp đó nó dựa vào ba căn bất thiện, tham sân si mà ra. Thì như vậy trong trường hợp này chúng ta gọi là samyutta hetu, là nhân tương ưng. Cho nên lục nhân, sáu nhân ở đây là ám chỉ cho nhân tương ưng. Và nó cũng được gọi là căn cội của tâm pháp. Thì nhân tương ưng, nhân hay là căn đó, là những cái yếu tố mà nó làm cho tâm sanh được mạnh mẽ. Cũng thí dụ như cây mọc lên, nếu mà nó có những cái rễ cọc cắm sâu xuống đất, hoặc là bò dài trên trong lòng đất đi ngang qua, thì như vậy cái cây đó nó sẽ vững chắc. Còn như vị thấy những cái lúa hay cây cỏ, cái lao cái sậy, nó không có rễ cọc, nó không có rễ nhánh, mà nó chỉ là những cái rễ phụ, rễ trần, cho nên nó yếu lắm. Thân cây cũng yếu. Còn những cái cây mà như cổ thụ, đại thọ thì nó rễ nó mạnh mẽ vững chắc. Tại vì cái nó đi ngang gốc cho thân lòng, hễ tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm đó hay là tâm thiện vân vân, mà nó có nhân tương ưng thì những cái tâm đó phát sinh lên mạnh mẽ. Còn những tâm vô nhân như là cái tâm nhận thức, nhị thức vân vân,
là như nó chỉ tạm thời, nó sanh lên để nó hiểu ứng cảnh thôi, chứ không có, nó không có. Thì ở đây trong sáu nhân là nhân tham, nhân sân, nhân si. Nhân vô tham, vô sân, vô si. Thì khi mà chúng ta định nghĩa riêng từng ý nghĩa của mỗi nhân ấy, thì ở trong bài chúng ta đã nghe đọc rồi. Ở đây chúng tôi muốn nói một vài điều nó liên quan đến sáu nhân. Trước hết, ba nhân tham sân si thì chúng ta gọi là akusala hetu hay là akusala mulakam, tức là căn bất thiện hay là nhân bất thiện. Và vô tham vô sân vô si được gọi là kusala hetu hay là kusala mulam, tức là nhân thiện hay là căn thiện. Thế nhưng mặc dù chúng ta nói nhân tương ưng thì chỉ có sáu thôi, nhưng mà chúng ta nói là căn danh pháp đó, thì chúng ta phải nói đến có chín lần. Là sao vậy? Bởi vì có những cái tâm như là tâm quả hữu nhân hay là tâm tố hữu nhân. Tâm quả tâm tố đó nó không phải là thiện, nhưng mà nó vẫn là tâm tịnh hảo, do đó nó cũng có nhân tương ưng, tức là vô tham vô sân vô si phối hợp vậy. Vì thế ở trong bộ Song Đối Yamaka, bộ thứ sáu, cái chương đầu tiên của bộ Song Đối Nội Tạng Thắng Pháp đó, cái chương đầu tiên gọi là Mula Yamaka, tức là phần căn sông. Trong cái phần căn sông ở đây đề cập đến chính căn danh, chính căn danh gọi là Nama Mulaka. Thiện là danh pháp, tâm thiện là danh pháp, tâm phu ký là danh pháp. Cho nên vô ký tịnh hảo đó, thì nó cũng vẫn có vô tha vô sân vô si phối hợp. Nhưng mà vô tha vô sân vô si phối hợp trong tâm vô ký thì chúng ta gọi là căn tịnh hảo, chứ chúng ta không thể nói đó là căn thiện được. Khi nào vô tha vô sân vô si mà nó phối hợp với tâm thiện thì mới là nhân thiện. Chúng ta nhớ. Cho nên ở đây cho học cái phần tiểu học thắng pháp đó, thì chúng ta chỉ học có sáu nhân thôi. Nhưng mà khi chúng ta học ở trong, học lên tới trung học đó, tới trung học theo cái giáo trình được trình bày đó, thì chúng ta học cái bộ Giới Mắt Cá, bộ Song Đối, thì chúng ta học căn danh ở đây nó tới chín. Tham sân, vô tham vô sân vô si được lặp lại hai lần. Một lần vô tham vô sân vô si là dành cho thiện, căn thiện. Và một lần nữa tức là vô tham vô sân vô si là phối hợp với tâm vô ký, gọi là căn vô ký. Bây giờ đó thì ở đây thưa quý vị, nói thêm một phần này nữa, chúng ta sẽ qua cái khác. Chúng ta chú ý
ba nhân xấu và ba nhân tốt. Hay là ba nhân thiện, ba nhân bình và ba nhân thiện. Thì nó có cái sự khác biệt nhau gì? Trong ba nhân bất thiện đó, nhân tham và nhân sân không thể chung với nhau. Nó kỵ với nhau giống như là lửa với nước vậy đó. Chỉ có nhân si là nó đi cặp nhân tham được nhân si. Nhân tham nhân không thể đi riêng một mình mà thiếu nhân si. Quý vị nhớ chú ý. Trong khi đó thì ba nhân thiện vô tham vô sân si thì lại khác. Trong tâm tịnh hảo luôn luôn nhân vô tham vô sân đi chung với nhau, không thể tách rời nhau được. Cái điều này nó khác với nhân bất thiện. Nhân bất thiện, nhân tham, nhân sân thì nó lại xung khắc với nhau, không thể đi chung, giống như mặt trời mặt trăng vậy nè. Còn vô tham vô sân thì lại là phải đi chung với nhau. Ở trong nhân tịnh hảo hay là nhân thiện đó, thì vô si nó không phải có mặt hết trong tâm tịnh hảo. Nó không thể có mặt hết. Trong khi đó thì nhân bất thiện đó, hãy nhân si nó thuộc tịnh hảo, bất nó thuộc bất thiện biến hành, nó phải có mặt hết trong tâm bất thiện, tâm vô tịnh hảo. Cho nên rất nhiều tinh khác và cái cách mà nó sanh khởi, nó tương ưng hòa hợp với nhau như thế nào cũng khác nhau. Cho nên trong tâm bất thiện không có tâm nào mà ly si, nhưng mà trong tâm tịnh hảo, trong tâm thiện đó thì nó có những cái tâm gọi là ly trí. Ly trí tức là ly vô si, thưa quý vị, có tâm ly trí. Tâm bất thiện thì có tâm tham, có tâm sân, là mỗi thứ riêng nhau. Nhưng mà trong tâm tịnh hảo hay là tâm thiện thì không thể nào có tâm vô tham, tâm vô sân. Hãy là tâm tịnh hảo thì vô tham vô sân nó phải sanh chung với nhau. Cái đó là cái điểm khác biệt. Thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị những cái vấn đề liên quan đến sáu nhân lục nhân mà chúng ta học. Chúng tôi không muốn lặp lại những gì mà đã viết ở trong bài và quý vị đã được đọc. Chúng tôi chỉ nói đi cái phần nào chưa nói đến thôi. Bây giờ chúng ta lại bước qua cái phần thứ hai, cái pháp đề thứ hai. Cái đề pháp thứ hai gọi là thất chi thiền. Thất là bảy, chi thiền là chi phần của pháp thiền. Thiền ở đây đó là chúng ta đọc âm của cái chữ tha ná. Nếu đọc âm cho đủ là phải là thiền na. Chữ tha ná là thiền na. Nhưng mà chúng ta đọc tắt, chúng ta gọi thiền. Khi mà học đến đây đó, chúng ta phải
qua cái khái niệm thiền là cái gì đó nó cao quý, tốt đẹp, nó thiêu đốt phiền não, vân vân. Chúng ta bỏ qua khái niệm đó đi. Khi mà chúng ta đang học về tóc yếu hỗn hợp thì chữ thiền ở đây là chúng ta phải nói ý nghĩa một cách khách quan. Cho nên khi mà quý vị thấy ở trong bài đó, mặc dù nó có những chi như vậy, nhưng mà chi tầm ở đây không phải chỉ riêng cho tâm sơ thiền, mà luôn cả 55 tâm hữu tầm, trong đó có tâm bất thiện cũng hữu tầm. Cho nên gọi là chỗ này gọi là chi thiền, chi tứ, không phải chỉ riêng có 66 tâm hữu tứ, không phải chỉ riêng có sơ thiền, nhị thiền mới là hữu tứ, mà 66 tâm hữu tứ trong đó có cả tâm bất thiện. Lạc thật ra thì ở đây đó, ở trong bài, trong Thắng Pháp Tẩm Lượng, khi mà đề cập đến tầm tứ hỷ lạc nhất hành á và ương, nhưng mà chúng ta hãy kể cái chi pháp theo trong bộ Quách Thanh Á thì nó dễ học, thưa quý vị. Là hỷ thọ, ưu thọ, xả thọ, chi hỷ thọ, chi ưu thọ, chi xả thọ, chúng ta kể một loạt để chúng ta gom nó lại chi pháp là tâm sở thọ. Cho nên quý vị sẽ thấy hồi nào giờ mình quen mình nói là tầm tứ hỷ lạc định, rồi tứ hỷ lạc định, rồi hỷ lạc định, lạc định, định xả, chúng ta phân theo năm thiền như vậy đó. Nhưng mà cái khái niệm này chúng ta để qua bên, chúng ta đang nói về hỗn hợp. Thì hỗn hợp do đó chúng ta phải định nghĩa lại cái chữ cha ná. Nó có hai cái nghĩa. Aramanu panichana, tức là có sự chú ý vào đối tượng nên mới gọi là cha ná, và chúng ta đọc âm là thiền. Thì ở đây thưa quý vị, nếu cái nghĩa là chú ý vào đối tượng đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là tâm bất thiện nó vẫn có tầm tứ, và tầm tứ trong tâm bất thiện nó cũng đúng vai trò là nó hướng tâm đến cảnh và nó bám sát cảnh, bám sát đối tượng. Khi mà ta đi nhìn thấy cái gì mà chúng ta thích thú thì chúng ta cũng dán mắt vào trong đó, rồi chúng ta suy nghĩ, cái tâm chúng ta nghĩ tưởng đến nhiều về cảnh đó gọi là có tầm. Và một khi tầm, tức là sự tìm kiếm cảnh đó, thì nó phải có thêm một cái đặc tính nữa, tức là bám sát cái đối tượng, cái đơn gọi tứ. Như vậy trong cái nghĩa thứ nhất đó, của cái chữ chana ở đây là aramadu panichana chanam,
tức là chú ý vào đối tượng. Có nghĩa thứ hai của cái chữ thiền sanh đó có nghĩa là thiêu hủy nghịch pháp. Pachinika chanapanam chapanam chapanam. Trong những cái, trong bảy cái chi thiền này đó, bảy chi này chúng ta thấy chi nào cũng vậy, nó có tính cách là nó thiêu hủy cái nghịch pháp. Hễ như nấu đến cái pháp thiện thì chi tầm là nó hủy bỏ nó thiêu hủy cái trạng thái hung thủy trạo hối. Nhưng mà chỉ tầm này phải cho mạnh mới được. Quý vị thấy những người mà họ đang chăm chú họ xem một cái cuốn phim ở trên màn hình, thì khi mà họ chăm chú, họ chú ý thì lúc đó không có buồn ngủ được. Còn cái chi tứ thì nó đối lập với hoài nghi, là bám sát đối tượng. Còn chi hỷ thì nó đối lập với sân độc. Để vui thì không có nóng, không có nóng nảy. Vâng vâng. Thì mấy cái chỗ này chúng ta nhớ, chúng ta chú ý. Những cái gì mà đã được trình bày, đã được định nghĩa thì chúng ta thấy rõ ràng ở đây đó. Sao nó hơi giống như thiền định nhưng không phải thú vị. Thiền định cũng là cái trạng thái đó, nhưng mà tầm tứ hỷ lạc nhất hành mà nó sanh khởi trong cái tâm thiền để mở thiêu đốt nghịch pháp, tức là năm triền cái, thì cái đó là tốt, cái đó là công phu tu tập. Nhưng mà còn bình thường khi mà chúng ta nói đến sanangá, tức là chi thiền đó, thì bất luận là tâm bất thiện hay là tâm thiện, tâm vô ký, thế mà nó có cái chi pháp này nằm ở trong đó thì xem như là cái chi thiền này nó sẽ giúp cho nó sanh khởi và làm cho vắng mặt những cái pháp kịch. Bởi vì chúng ta đừng có nghĩ rằng là chỉ có hành thiền mới là tỉnh táo hay là có sự quan hỷ, mà chúng ta biết nhờ có những cái chi sanh gán này đó,
Và khi một người khởi lên cái tâm bất thiện, chúng ta vẫn thấy họ có cái sự thiết tha, có gì để mà họ sống. Một đứa bé trai hay là đứa bé gái, khi mà nó trưởng thành rồi đó, chuyển thành thanh niên hay thanh nữ, lúc bây giờ do cái thường cận y duyên, cái giới tính của họ, cái tâm của họ, nó có tầm có tứ, nó gặp cái cảnh nó thích, tìm cảnh thích hợp, cứ nam thấy nữ hay nữ thấy nam, thì cái tâm nó hướng theo đó, gọi là tầm. Rồi nó bám sát cái tư tưởng, nó dương chấn mãi, nó không có rời đối tượng, thì gọi là tứ. Rồi gặp mặt nhau vui, vui mừng thì gọi là hỷ. Mặc dù chúng ta biết tầm đó là tương ứng, nhưng mà cái cuộc sống là cái sự lý thú. Nhưng mà đương nhiên là những cái chi phần đó, vì nó được màu bất thiện, cho nên nó mới đưa đến cái hậu quả cay đắng vì sao vậy. Cái đó chúng ta hạ hồi không giảng. Còn bây giờ trước mắt á, tức là khi nó tìm cái đối tượng, đúng đối tượng thích hợp, hợp nhãn, thì lúc bây giờ do cái tâm ái luyến yêu thương đó, ngày qua ngày, ngày qua ngày, nó sống trong cái sự hân hoan, cái sự vui. Những người đang yêu họ, họ không có, họ không có buồn ngủ khi họ gặp người yêu, họ không có buồn ngủ được, vân vân. Thì trong trường hợp là nhờ cái cha năng gá này, nhờ những cái cha năng gá này, cho nên hiểu được cái chỗ đó, chúng ta mới loại bỏ được, chúng ta mới để qua một bên cái khái niệm của chúng ta về cái chữ thiền. Chúng ta cứ có một cái khái niệm thiền là cái gì đó, là nó tốt đẹp, nó thuộc về thiện pháp. Cái đó là chúng ta nói trên cái lĩnh vực tu tập kìa. Còn chữ thiền trong trường hợp này, khi nói đến thất chi thiền, là chúng ta chỉ nói nó liên quan đến cái tính chất của pháp mà thôi. Chúng ta phải hiểu. Và khi mà chúng ta lấy cái ý nghĩa thiền là cái sự thiêu quỷ, nghịch pháp, thì ở đây chúng ta thấy rõ ràng là khi mà có những cái chi phần này nữa, thí dụ như tầm tứ hỷ nhất hành, thì chúng ta đã hiểu rồi. Bây giờ nói đến thọ, thọ hỷ nó khác, mà hỷ vì phí nó khác anh quý vị. Nó có ba cái này: hãy ưu sinh khởi thì nó đánh tan cái hỷ, hỷ thọ và xả thọ. Mà hỷ thọ sinh khởi thì nó đánh tan thọ ưu. Mà khi có xả thọ,
cái tâm bất thiện hay tâm thiện mà gửi lên cái xã thọ đó, thì lúc bây giờ thọ ưu và thọ hỷ không có mặt. Ba cảm thọ nó lại có cái sự tương khắc với nhau, cho nên chúng ta gọi chúng là tha năng giá là chi thiền. Thì khi mà chúng ta học, chúng ta hiểu được cái chỗ đó đó, thì sẽ giúp cho chúng ta cái tâm nó thoáng hơn. Còn khi mà chúng ta bị dướng vào ở chỗ cái định kiến, hồi nào đến giờ tôi hiểu cái chữ thiền là như vậy đó, cho nên giờ nó khác hơn thì tôi không thèm nghe, không thèm học, không thèm hiểu. Thì trong trường hợp này chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta học tiến bộ được, hay là chúng ta lãnh hội được. Cho nên tùy chỗ chúng ta nói, tùy chỗ chúng ta nói. Thế cho nên nói đến nhân hay là nói đến chi thiền thì chúng ta mới bảo rằng đó là những cái đề pháp mà thuộc về hỗn hợp Pisca. Hôm nay chúng ta chỉ học có đến đây thôi. Cái phần thời gian còn lại một thỉnh thượng tọa cho đẳng chia sẻ thêm cho các Phật tử học viên chúng ta hiểu được vấn đề này. Thưa quý vị, cũng thú thật rằng là chúng tôi thì trình bày chi pháp thì chúng tôi khô khan, chúng tôi không có làm cho nó mướt được. Thượng tọa cho đẳng rất hay ở chỗ là thượng tọa, vì thượng tọa học nhiều, hiểu rộng ở bên ngoài, cho nên thượng tọa có thể làm cho các Phật tử chúng ta hiểu được vấn đề đó ở trong cái cuộc sống như thế nào, và chúng ta phải nhìn theo cái góc nhìn của khoa học như thế nào, hay là trong cuộc sống nó xảy ra như thế nào, thì chúng ta sẽ nghe thượng tọa đã chia sẻ cái chỗ này. Còn chúng tôi thì có lẽ là chúng tôi chỉ vì chuyên môn, cho nên chỉ cố gắng ở trong đó, cũng giống như những thầy chuyên môn dạy toán thì không có dạy văn thơ được. Chúng tôi dạy nhiều pháp cũng giống như là dạy toán vậy thưa quý vị. Dạy toán, dạy vật lý, dạy cái môn hóa học đó, môn lý hóa, toán lý hóa. Những ông thầy đó ra là không có thể nào mà nói chuyện văn thơ được, hay là lịch sử không có thể nói được, bởi vì tâm chúng ta rất khô khan. Chúng tôi khô khan hơn thượng tọa giác đẳng nhiều, cho nên quý vị nghe quý vị cũng hơi chán nè. Còn bây giờ chúng ta hãy nghe thượng tọa giác đẳng sẽ chia sẻ với quý vị thêm cái vấn đề này chút. Nam mô Bụt Thầy, xin thỉnh thượng tọa giác đẳng. Thưa thượng tọa Từ Siêu, thượng tọa Từ Siêu, trước khi thượng tọa đi nghỉ, xin thượng tọa con nghỉ cho ba câu. Ba câu này thật ra có nhiều khi cũng không biết thảo luận với ai. Thật ra mình thì từ xưa chúng ta thấy trong bảy cái thiền chi đó, thì cái chi thiền về lạc, chi thiền về xã, chi thiền về ưu, nó thuộc về tâm sở thọ. Tâm sở thọ thì bình thường thì sư, nếu có một người nói rằng thọ là một đề tài lớn, không phải chỉ ở trong đời sống hàng ngày,
Nhưng mà thọ cũng là một đề tài lớn đối với các vị hành thiền. Thì Thượng Tọa trả lời sao về điểm này? Phải chăng là thọ, tâm sở thọ là một đề tài rất lớn mà chúng ta không thể hiểu đơn thuần không? Tại vì ở đây chúng ta nhìn vào bảy chư thiền, chúng ta thấy rằng tâm sở thọ nó đã đóng nhiều cái đọc tới ba cái pháp bản thể ở đây. Xin kính thưa Thượng Tọa Hoan Hỷ trở lại một chút. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, khi nói đến thọ thì tất nhiên là chúng ta biết là một cái đề tài lớn, trước hết thọ là một trong năm quẩn, tức là thọ quẩn vừa để nắp thành tháng. Nếu mà nói riêng về danh quẩn đó, thì thọ là một trong bốn danh quẩn: thọ, tưởng, hành, thức. Cho nên thọ được xem như là một cái chủ đề lớn. Rồi khi mà chúng ta nói đến thọ ở trong duyên sinh đó, thì rõ ràng ở đây là hễ có thọ thì mới có thể duyên được cho ái. Ái luôn duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, vân vân. Cho nên trong cái cuộc sống này mà không có thọ đó, thì như vậy chúng sanh không có thể, không có cái gì, không có cái chất xúc tác nào mà để làm cho phát sanh lên ái được. Tức là phải qua cái ải, qua cái cửa, ngưỡng cửa thọ mới được. Thì có cảm thọ, dầu cho thọ khổ hay thọ lạc, hay thọ phi khổ phi lạc, thì chúng sanh mới có cái hứng thú, mới có cái sự thấm thía với cuộc đời. Cho nên có một nhà, có người họ định nghĩa cuộc sống là gì? Đó, cuộc sống là một chuỗi dài cảm thọ. Sống là một chuỗi dài cảm thọ, từ sáng cho đến chiều chúng ta cứ là vui buồn bình thản, vui buồn bình thản, hay là thân này nó sướng nó khổ vân vân, lạc khổ, cứ là hỷ ưu khổ lạc xả, hỷ ưu khổ lạc xả. Và như vậy cảm thọ này nó đã có mặt và nó kéo dài trong suốt cái tiến trình cả cái đời sống của chúng ta, từ khi mới tục sinh. Cho đến lúc mà chúng ta chết, lúc nào cũng có cảm thọ. Cho nên thọ cũng là một chủ đề lớn đó, thưa quý vị. Lại nữa, khi mà nói đến tâm hành, tam hành, tức là kaya sankhara, thân hành vachi sankhara, khẩu hành, và chitta sankhara là tâm hành, thì ở đây thân hành là hơi thở, chitta sankhara, kaya sankhara là hơi thở, còn khẩu hành vachi sankhara ở đây tức là chỉ cho tầm tứ. Nhưng mà tâm hành là chỉ cho thọ,
hễ có thọ tưởng thì tâm nó mới hoạt động được. Quý vị xem ở trong cái bài kinh, để cho tôi nhớ xem ở cái bài kinh, là cái bài kinh Đa Thọ hay là bài kinh nào ở trong Trung Bộ Kinh, mà thì Kuni Thamadina đã dạy cho thằng Quy Sạc khác nghe, nó có liên quan đến cái vấn đề cảm thọ. Cho nên thọ ở đây tức là nó tiêu biểu cho thân hành, cho tâm hành. Và chính vì thế khi mà gọi là sanya vedajita nirodha samapatti, có một loại thiền nhập mà làm cho tâm không sanh, chỉ còn có sắc quẩn sắc nghiệp thôi. Trong suốt 7 ngày tâm không sanh, làm sao ngăn cái gì, diệt cái gì mà khiến cho tâm không sanh được? Ở đây thưa quý vị, diệt thọ tưởng. Hễ chấm dứt được thọ tưởng tức là chấm dứt được tâm hành. Bởi vì tâm hành với thọ tưởng nó gắn liền với nhau, thế là thọ nó được xem như là một cái đề tài lớn. Bởi vì khi nói đến cái việc mà nhập thiền diệt khi nói đến tâm hành có mặt là do có thọ tưởng, và khi mà thọ tưởng bị diệt rồi đó, vắng mặt thì tâm hành cũng không có xảy ra, không có diễn biến. Không biết nói gì vậy, quý vị hiểu không? Rồi lại nữa thưa quý vị, khi mà chúng ta học ở trong cái pháp thiền, pháp tu tập đó, thì chúng ta thấy như thiền tứ niệm xứ chẳng hạn, là có 1/4 cái đề mục tu tập đó, là trong đó có thọ quá niệm xứ. Người ta có thể Đức Phật ngài dạy rằng hãy nhìn cái cảm thọ, nhận thức được cái cảm thọ đó, có thể chứng đạt được đạo quả nè. Cho nên nó là một đề tài lớn, nó cũng là một đề tài lớn. Rồi ngay như cái tâm như thiền chỉ mà chúng ta chứng đắc đó, tùy theo, nếu như mà trong cái thiền chỉ, trong chi thiền thiền chỉ ấy, thưa quý vị, chữ lạc được thay thế cho cái chữ thọ hỷ, quý vị nhớ nha, chữ xuất khác cha năng gác ở đây, chi thiền lạc là thay thế cho thọ hỷ sumanassa vedana. Hễ có thọ lạc, đạt đến thiền mà thọ lạc mà nó đồng sanh với pi tí là hỷ, thì vậy thì nó còn thấp. Cho đến khi nào chỉ còn thọ lạc mà ly hỷ, ly pi tí, gọi áp pi tí, áp pi tí, thọ hỷ mà không có pi tí thì thiền nó cao hơn, tức là đến tứ thiền rồi. Nhưng mà khi nào mà bỏ được cái thọ lạc đó, mà đạt đến cái mức độ định câu sanh với thọ xả, thì cái này là phải ngủ thiền. Rồi lơ đến cái thiền không vô vi xứ, thức vô vi xứ, vô xử xứ, phi tử phi tử xứ, đều là những cái tâm định mà thọ xả hết. Cho nên thọ cũng là
cái thước đo, là cái cân để biết được là thiền đạt đến mức độ cao thấp khác nhau là do cảm thọ khác nhau. Đối với thiền sắc giới thì dựa vào cảm thọ, dựa vào chi thiền mà biết thứ bậc của tâm thiền. Còn khi mà đạt được cái thiền vô sắc không vô vi xứ, thứ vô vi xứ, vô sở xứ, vi tưởng vi tưởng xứ, thì vô sắc thì nó thọ lạc, thọ xả giống nhau, xả và định giống nhau, chi thiền giống nhau. Thế thì phân định bằng cách nào? Phân định theo kiểu aramana, aramanato, tức là theo đề mục. Thì nói không vô vi xứ là chúng ta biết là thì vô sắc thấp nhất, rồi thức vô vi xứ là thì vô sắc cao thứ hai, vô sở xứ là thì vô sắc cao thứ ba, rồi phi tưởng vi tưởng xứ là thì vô sắc cao tột. Tức là dựa trên cái sự cao thấp thứ bậc ở trong cái thiền vô sắc, không phải dựa vào cảm thọ nữa mà dựa vào đề mục. Còn đối với thiền sắc giới thì dựa vào cảm thọ mà biết được này. Dựa vào cảm thọ mà biết được thọ lạc có hỷ vi tí đồng sanh, và có tầm có tứ thì biết là mới có sơ thiền. Thọ lạc đồng sanh với vi tí hỷ, bỏ tầm nhưng mà còn tứ thì biết là mới nhị thiền thôi. Bỏ tầm tứ hỷ nhưng mà cái thọ lạc đó nó vẫn còn đồng sanh với hỷ vi tí thì vậy là tam thiền, là cao hơn chút. Nhưng cho khi nào mà thọ lạc ở trong thiền mà không còn tầm tứ hỷ thì đạt đến thọ lạc đó là tứ thiền, cao hơn. Mà bỏ luôn cả thọ lạc để chỉ còn có thọ xả thôi thì đó là ngũ thiền, cái đó là đặc biệt, cái quyền thiền đặc biệt. Cho nên khi mà chúng ta bàn về cảm thọ đó, nhiều cái pháp môn, nhiều cái điều mà khi chúng ta trình bày qua, chúng ta sẽ thấy rằng là cảm thọ ở trong cuộc sống của chúng ta, cũng như trong cái pháp tu tập và cái pháp tu chứng, cảm thọ nó đóng cái, nó là cái đề tài rất lớn, nó chi phối đời sống của chúng ta nhiều lắm, thưa quý vị. Chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua cái đề tài mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu, cùng mới câu số 1 mà. Xin phép Thượng Tọa trở lại Nam Mô Bụt Thầy. Dạ vâng, thưa Thầy Sư Vương, khi mà chúng ta nói về thiền chi, chúng ta nói về sự nung nóng, chúng ta nói về một trạng thái mà có thể nói gọi là xoáy sâu, nung nấu mạnh. Nhưng mà bây giờ khi mà chúng ta nói về xả thọ thì có nhiều người hiểu là xả thọ là cảm giác không vui không buồn, xả thọ là cảm giác lãnh đạo. Thì chúng ta giải thích như thế nào cái xả thọ trong thiền chi nó khác với cái xả thọ trong đời sống hàng ngày như thế nào? Xin kính thỉnh Thượng Tọa. Xả thọ trong thiền chi có phải chỉ đơn giản là chỉ là sự bắn mặt của hỷ của lạc của hỷ hay không, hay là xả thọ trong thiền chi nó còn có mãnh lực mạnh hơn nữa? Xin kính thỉnh Thượng Tọa quay về trở lại. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, cái xả thọ ở trong thiền chi
nếu mà cái xả thọ đó mà nó đi chung với những cái lực khác thì nó có cái sức mạnh hơn. Như ở trong thiền chi thì chúng ta biết rằng Ekakata lúc bây giờ nó là định samadhi. Cái trạng thái đó là nó khác. Chúng ta lấy cái ví dụ thế này, cũng đồng thời hai người lạnh lùng, thản nhiên khi mà thấy người ta đánh lộn với nhau, thấy cái chuyện bất bình nhưng mà lại thản nhiên. Một người thản nhiên là tại vì họ biết là họ không có cái sức mạnh, họ không có nghề võ, họ không có cái nội công để họ can thiệp vô, người ta đánh chết. Cho nên gặp cái đó họ phải làm ngơ, họ bỏ qua. Nhưng mà có một người đó là một cái tay thâm hậu, võ công thâm hậu, nội lực ghi gớm, nhưng mà cái lão tiền bối đó vì đã quá từng trải cái sự đời cho nên gặp những cái chuyện mà lặt vặt nhỏ nhặt đó, dầu cho bị người ta hất cái ly rượu vào mặt, nó cũng chưa đến nỗi làm cho lão tiền bối nó phải là ra tay. Bởi vì phải ra tay là người kia chết. Nhịn được lúc nào thì nhịn. Cái sự thản nhiên của một người nội công tâm hậu á, nó khác với cái sự thản nhiên của một người bất lực, yếu đuối. Chúng ta nhớ được. Cũng như xả thọ, mà xả thọ ở cái tâm dục giới đó, cái xả thọ này vì nó không có cái nội lực, nó không có những cái sức mạnh đi kèm, cho nên cái xả thọ đó chỉ là một cái thái độ lãnh đạm đối với cảnh mà thôi. Còn cái xả thọ khi nó đồng sanh ở trong một cái tâm thiền, từ thiền sắc giới cho đến cái thiền siêu thế, cái xả thọ đó vì nó đi với những cái chi thiền khác, và nhất là cái chi thiền Ekakata hay là Samadhi là định, thì cái xả thọ lúc bây giờ là có sức mạnh tiềm tàng. Đạt đến cái xả thọ đó không phải là chuyện dễ, không phải là chuyện dễ thưa quý vị. Một cái vị sa di mới tu vì còn quá non nớt, cho nên khi mà đi ra đường gặp người ta chọc ghẹo hay là người ta sỉ vả, người ta mắng nhiếc, vị đó cảm thấy lo sợ, vị đó im lặng,
không đón một tiếng nào hết, chỉ làm lũ mà đi. Nó khác. Còn một vị vị hòa thượng mà tu tập đã dài dặn kinh nghiệm pháp đầy bụng, thì khi mà ra gặp ta chửi, người ta mắng, cái thái độ thản nhiên của vị hòa thượng đó là nó có cái nỗ lực hơn cái vị tỳ kheo mới tu, hơn cái vị tỳ kheo mới tu. Cho nên giữa hai cái trạng thái, giữ tâm bình thản, thản nhiên của một cái vị hòa thượng công phu pháp lực, nó khác với cái sự bình thản của một vị tân tỳ kheo chưa biết gì hết, nhưng mà cảm thấy yếu đuối hay là không có cần thiết phải phản ứng. Thì trường hợp nó khác thôi quý vị. Chúng ta bằng nhiều cái thí dụ để chúng ta suy nghĩ về cái chỗ đó đó, thì chúng ta mới thấy rằng là xả thọ muốn có được cũng không phải chuyện dễ. Nếu như xả thọ trong cái tâm dục giới đó, thì nó dễ, dễ khởi lên lắm. Tham xả thọ cũng dễ khởi lên, si xả thọ cũng dễ khởi lên. Ngay cả thiện chúng ta có cái tâm xả thọ cũng dễ. Chúng ta chỉ làm cách là thờ ơ, làm cho có làm thôi, thì vậy cũng là tâm thiện thọ xả. Nhưng mà để tu tập đạt đến cái thiền chứng với cái trình độ mà gọi là xả thọ đó, thì tôi quý vị phải nói là cao lắm, phải nói là cao lắm, thuần thục lắm, điêu luyện lắm là mới xả thọ được cái chỗ đó. Cho nên cái chỗ này chúng ta có hai cái điểm nó khác nhau, hai điểm nó khác nhau. Ở trong cái xả thọ bình thường và cái xả thọ thiền chi, chúng tôi đã trình bày với nhiều thí dụ để mong quý vị hiểu. Xin thỉnh thượng tọa trở lại Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú kính trình thượng tọa thưa sư. Bà sư huynh, thỉnh sư huynh trả lời một câu nữa rồi sư huynh đi nghỉ. Câu này trước kia đã có hỏi rồi, nhưng mà nhân ngày hôm nay chúng ta học trở lại đó. Mới hỏi sư huynh là sao mà khi mà chúng ta học về sáu nhân, tham sân si vô tham vô sân vô si đó, thì khi mà tâm bất thiện mà tạo ra tâm quả bất thiện đó, thì tâm quả bất thiện nó không còn, nó không có bất cứ cái nhân bất thiện nào hết. Nhưng mà khi tâm thiện mà tạo ra tâm quả thiện đó, trừ trường hợp tâm quả vô nhân thôi, còn những tâm quả dùng giới hữu nhân, tâm quả sắc giới vô sắc giới, thì nó còn giữ được, nó còn giữ được cái nhân nhân thiện. Thì câu hỏi tại đây, tại sao mà những cái nhân thiện thì nó có thể giữ cho tới tâm, trong tâm quả được, nhưng mà nhân bất thiện thì hoàn toàn biến mất khi tạo thành tâm quả, tâm bất thiện tạo thành tâm quả. Kính thỉnh thưa tổ hoàng nghị trở lại. Nam Mô Bụt Thầy. Tức là ý của sư đệ muốn hỏi tại sao quả bất thiện là vô nhân, còn trong khi quả thiện thì lại là có hữu nhân. Chúng tôi dùng cái chữ gọi là có hữu nhân là vì nó cũng có vô nhân, quả thiện có vô nhân mà cũng có hữu nhân nữa. Thì bây giờ đó, tại sao những nhân bất thiện thì không có mặt trong tâm quả, mà nhân thiện vô tham sân si, khi vô tham sân si mà có mặt ở trong tâm đại quả đó, thì không còn gọi là nhân thiện. Thưa quý vị nhớ dùm chưa,
nó chỉ là nhân vô ký thôi. Thì ở đây chúng tôi xin thưa rằng là như chúng ta đã định nghĩa, nhân hay túc là gốc rễ, nó làm cho tâm mạnh mẽ, làm cho cái tâm đã được mạnh mẽ vững chắc. Nếu mà quả bất thiện mà nó có cái nhân tương ưng thì như vậy là cuộc sống của chúng ta tiêu đời, đã là bản thân của cái tâm tham, tâm sân, tâm si. Mỗi khi mà sanh lên tâm tham, tâm sân, si, chúng ta bị đốt nóng, bị nó hoành hành, là chúng ta ngay trong lúc đó là chúng ta đã cảm thấy khổ. Còn nói chi lọt thọ lãnh quả vị thục mà nó bị đốt nóng bởi những cái nhân tương ưng đó nữa là chúng ta chết. Còn cái nhân thiện thì bao nhiêu cũng đủ. Nhân thiện mà nó cho quả đó thì có quả hữu nhân. Quả hữu nhân là quả đã lớn mạnh để có thể đạt đến những cái cảnh giới tái sanh như là cõi trời, cõi nhân loại, hoặc là như cõi phạm thiên chẳng hạn. Cái đó quả hữu nhân. Còn chúng ta có một cái thí dụ khác để chúng ta nói. Ở đây thưa quý vị, cái quả xấu và cái quả tốt khi mà một người họ dùng cái kỹ thuật để họ phá vỡ một cái ngôi nhà, quý vị biết là cái ngôi nhà đã cũ bây giờ họ muốn phá vỡ để họ làm cái ngôi nhà mới đó, phải người mà biết đập phá, chứ nếu không là một là lâu, hai nữa là có thể gây tai nạn. Cho nên phải có kỹ thuật, chúng tôi mới dùng cái tiếng gọi là kỹ thuật. Nhưng mà một người dùng sức để đập phá ngôi nhà thì cuối cùng cái kết quả là chỉ còn là bỏ trống xà bần, vô dụng, nó không có vững chắc. Cũng như giống như cái tâm hữu nhân bất thiện, nó có sức mạnh để rồi nó tạo ra cái quả chỉ là một đống xà bần thôi, nghĩa là không có giá trị, cần phải đem hốt đổ đi. Nhưng mà trường hợp một người thợ lành nghề, thợ xây dựng lành nghề, họ dùng cái kiến thức xây dựng kiến trúc để họ xây từng viên gạch lên một bức tường, rồi họ đổ nóc mái, họ dán ngói, rồi sơn phết. Cái sự cố công của người đó đưa đến cái kết quả là có một ngôi nhà vững chắc, xinh đẹp, khang trang, ngoạn mục. Thì chúng ta thấy hai cái sự cố gắng nó khác nhau. Cái sự cố gắng để vỡ phá
cái ngôi nhà thì nó đưa ra cái kết quả đúng xà bần. Cái sự cố gắng nỗ lực để dựng lên một cái ngôi nhà, kết quả là có một ngôi nhà khang trang. Chúng ta ví dụ giống như trường hợp nhân tương ưng ở trong tâm bất thiện, nó tạo hệ quả là những cái tâm vô nhân. Không có nhân tương ưng. Nhân tương ưng đây là cái sự kiên cố, cái sự rắn chắc. Còn trong đó nhân tương ưng của cái tâm thiện thì nó tạo ra những quả, mà quả đó nó được hình thành cũng do nhân, có nhân tương ưng nó mới lớn mạnh. Đâu vào đó nó có cái sự hùng tráng thôi. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng là ở đây đó, khi mà một cái gì đó là nhân tốt, nó tạo ra cái quả tốt, thì nó sẽ đưa đến một cái gì đó. Chính cái quả đó nó cũng có cái đặc điểm tốt. Một người làm một cái công việc tốt, họ cố gắng học hành để đỗ đạt, hay là họ cố gắng học tập nghề nghiệp để họ hành nghề, thì tạo ra cái kết quả là cái đời sống của họ được vinh hiển, được phú quý, được người khác tôn trọng. Nhưng một người cũng có cái sự cố gắng, nhưng mà cái sự nỗ lực cố gắng của họ là để trở thành hư hỏng, như là những cái người đầu trộm đua cướp chẳng hạn, đầu trộm đua cướp, hay là những tay sát thủ hung tàn. Thì lúc bây giờ họ để lại cái gì? Họ không phải để lại một cái danh thơm, cái tiếng tốt, mà họ để lại cái sự ngao ngán, cái gì nhàm chán của xã hội đối với người đó. Cho nên chúng ta biết cái gì nó thuộc về nhân, nhân xấu thì nó tạo ra cái quả xấu tệ hại, còn cái nhân tốt đưa đến cái quả tốt thì cái quả tốt đó thật đáng vinh danh. Thì cũng vậy, hãy nhân bất thiện thì tạo quả bất thiện, mà quả bất thiện đó là đáng bị khinh bỉ, thì quả bất thiện đó lại là vô nhân. Còn nhân thiện mà tạo ra cái quả, quả tốt, quả thiện đó, thì đáng được ngưỡng mộ, thì nó phải là hữu nhân, cũng là vô tham vô sân vô si. Thì chúng tôi xin được chia những vị qua hỏi thượng tọa vừa hỏi Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú kính thưa thưa tọa thượng sư, thưa quý Phật tử, khi mà chúng tôi có cái đàm luận với thượng tọa thượng sư đó, chúng tôi muốn nhắc quý Phật tử biết một điều là cái sự khác biệt giữa cái việc học thắng pháp của một người học để mà nhớ, nó khác với cái học để mà hiểu. Cái người học để mà hiểu đó thì có thể dựa lên trên câu hỏi, có thể dựa trên vấn đề để suy nghĩ ra. Còn cái người học để mà nhớ đó thì đôi khi học chỉ là học thôi. À, khi mà hỏi câu gì đó mà nói rằng ở trong kinh không có nói, hay là trong thắng pháp không có nói thì thôi. Thật ra có nhiều câu hỏi chúng ta hỏi từ siêu đó, quý vị nghe thì quý vị nếu quý vị có thể ở trong luật pháp, quý vị biết là câu đó, những câu hỏi đó không có ở trong kinh điển. Nhưng mà hễ một khi mình đã biết chuyện đó rồi
thì dựa trên câu hỏi đó mình có suy nghĩ cái vấn đề. Chúng tôi muốn nhắc một điều rằng cái học thắng pháp không phải là chúng ta chỉ nhớ đến danh từ hay nhớ đến điều pháp chi pháp, mà chúng ta còn phải nắm cái vấn đề nữa. Đó là lý do tại sao mà trong những lớp học thắng pháp mà có sự vấn đáp, quý vị sẽ thấy nó lợi lạc hơn nhiều. Xin kính thỉnh Thượng tọa Tỳ Siêu đi nghỉ. Và bây giờ thì thưa quý Phật tử, chúng tôi xin được tiếp theo lời của Thượng tọa Tỳ Siêu với phần còn lại của bài học ngày hôm nay. Thưa quý vị, thứ nhất là chúng ta nói về sáu nhân. Dạ, chúng ta nói về sáu nhân. Thì đó là nhân tham, nhân sân, nhân si, vô tham, vô sân, vô si đó. Thì ba cái nhân đầu là nhân bất thiện. Nó chỉ cho một cái tình trạng mà chúng ta gọi là nhiệt não, hay là sáu cộng của tâm tư của chúng ta. Và ba cái nhân thiện sau đó, nó vừa đi với tâm thiện, mà nó vừa đi với cái tâm gọi là tâm bình thường của đời sống. Dạ, tâm bình thường đời sống. Tâm này nó không nhất thiết là, nó không nhất thiết là mang cái chữ thiện như là người ta nghĩ. Dạ, hay là thiện nó mang tới cái tôn giáo hay đạo đức công lý. Và tâm thiện đó, nó đơn giản đó là một trạng thái tâm bình thường, không có cái sự có mặt của các pháp bất thiện. Chúng tôi lấy vụ là một cái người tiều phu đốn củi trong rừng. Dạ, đốn củi trong rừng. Khi mà muốn thức dậy, trong tâm tư khoắn lên rừng, đi nhặt củi gom lại, rồi đem về nhà, đem ra chợ bán, rồi đem về nhà. Thì trên phương diện tôn giáo hay là một người học Phật pháp luôn nghĩ rằng người tiều phu đó họ chỉ sống với một cái tâm tư vậy thôi, chứ không có gì là tâm thiện hết. Nhưng mà kỳ thật là theo thắng pháp đó, thì cái đời sống bình thường mà không có tham sân si chi phối đó, thì trong lúc họ đi gom củi, vác củi về đem ra chợ bán v.v. thì họ đang làm bằng cái tâm thiện dục giới tịnh hảo. Tức là một cái trạng thái tâm ở lúc nào đó mà không có tham, không có sân, không có si chi phối. Dạ. Cái này là cái mà chúng ta nên hiểu. Cũng như trường hợp của một vị thánh A-la-hán như Đức Phật, các vị thánh, các ngài vượt khỏi thiện ác rồi. Nhưng mà trong cái tâm tố hay tâm duy tác của các vị đó, thì nó vẫn có cái chất là vô tham, vô sân, vô si. Đó là một trường hợp tự nhiên. Dạ. Thật ra, khi mà chúng ta học về sáu nhân đó, thì chúng ta nên hiểu là ba cái nhân đầu, tham, sân, si, là một trạng thái dính mắc, trạng thái khó chịu, dính mắc gọi là nhân tham, khó chịu, muốn tiêu diệt cảnh là sân, và trạng thái mê mờ, u mê chúng ta gọi là si. Thì ba cái trạng thái đó, nó là trạng thái sáu cộng hơi bất thường, dao động của tâm lý. Nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày, thí dụ như mình làm việc gì đó, hay là quý vị đi bộ mà cái tâm tư thanh thản, hay quý vị làm việc gì đó, quý vị làm, thí dụ quý vị lau nhà mà lau một cách rất là tốt chẳng hạn, chúng ta vẫn làm với tâm thiện dục giới tịnh hảo. Thành ra cái chữ thiện và bất thiện chúng ta phải coi chừng nhé. Cái chữ thiện ở trong thắng pháp, một con người không nhất thiết là biết Phật pháp, một con người không nhất thiết suy nghĩ về thiện, nhưng một con người làm việc với cái tâm tư nhẹ nhàng, không có bị xáo trộn bởi tham sân si, thì lúc đó họ đang sử dụng tâm thiện dục giới tịnh hảo, sử dụng tâm tịnh hảo. Bây giờ thì chúng ta nói sang một cái rất là quan trọng, đó là chữ cha ná. Ở đây cha nan gá là thiền chi. Chữ thiền á, chữ cha ná mà nói cho đúng nghĩa đó, có nghĩa là sự nung nấu. Cái sự nung nấu này đó, nó làm cho, nó tạo nên một cái trạng thái gọi là chuyển hóa. Và chuyển hóa về điểm này đó thì chúng ta phải dùng một vài cái ví dụ trong đời sống. Ví dụ như mình nấu một cái gì đó mà mình để lửa nó nhẹ, để lửa nhỏ và để lâu á, thì do cái nóng nó lâu như vậy, nó làm cho cái thức ăn nó mềm, nó chín đi. Thì cái sự nung nấu đó là cha ná. Hay hoặc giả là quý vị thấy rằng chúng ta mới
làm cái gì đó thì chúng ta hơi ngỡ ngàng. Nhưng mà chúng ta làm đi, làm lại, chúng ta làm lâu ngày, nó đạt đến cái chỗ thành thạo hay thuần thục. Cái sự thành thạo thuần thục đó, đó nó cũng là một cái ý nghĩa của chữ cha ná. Cha ná nghĩa là thuần thục. Khi chúng ta thuần thục rồi thì chúng ta sẽ làm rất nhanh, rất chính xác và rất lợi lạc. Tức là vì đó có thể nhập xuất tự tại, có thể làm việc đó mà không có cần có nhiều cái rào cản, không cần phải có trước có sau rất là nhiều. Chúng tôi nhớ rằng ngày xưa chúng tôi mới qua bên Mỹ đó, thời đó ít có xe số tự động lắm, mà họ lái xe tích xếp, tức là số tay. Số tay là mình phải vô số, mà mỗi vô số như vậy đó thì mình phải đạp cái âm gia, rồi mình vô số, rồi mình nhả âm gia ra từ từ. Thì thứ vì lúc mà mới được người ta chỉ cho mình cách để chạy xe số tay đó, thì mình có cái cảm giác như là ồ, cái việc này nó nhiều khê, chuyện này nó phiền phức, và nội chuyện vô số không, nó đã mất nhiều tâm trí mình rồi, thì làm sao mà mình có thể chạy xe mà vừa coi đường xá, vừa nói chuyện, vừa theo vô số được. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà mình đã quen rồi đó, thì cái việc vô số tuy rằng nó đòi hỏi một vài cái động tác, nhưng mà nó trở thành một thứ phản xạ. Cái phản xạ tự nhiên đó, phản xạ nhanh chóng, chính xác, tự nhiên, không làm cho tắt máy, không làm cho rung xe, cái đó nó là một dấu hiệu của sự thành thạo, dấu hiệu sự thuần thục. Vì vậy không phải cái pháp nào thì nó cũng dẫn chúng ta đến sự thuần thục hết, mà đặc biệt là chỉ có năm cái chi, và năm cái chi này nó đối trị với năm cái pháp cái, và pháp cái thì là năm cái ngăn ngại, năm cái lợn gợn, năm cái rào cản. Dạ, đó hồi nãy chúng ta nghe thì tôi sẽ đề cập là cái chi tâm là cái khả năng hướng tâm, thì nó đối trị được hung thủy trạng thái là quế quải lười biếng. Khi mình có hướng tâm thì chúng ta có cái khả năng đối trị hung thủy. Cái chi tứ, thưa vì nó là một trong những cái trạng thái mà nó khiến cho chúng ta kháng khích gắn bó. Và cái kháng khích gắn bó thì nó đối trị cái gọi là lưỡng lự phân vân, gọi là hoài nghi. Cái hỷ là sự hân hoan. Sự hân hoan nó đối trị với cái gọi là sân, sân là sự khó chịu. Dạ, ví dụ như chúng ta mới ngồi thiền thì chúng ta thấy rằng nó tê đến nhất, cảm thấy mình làm này do bắt buộc, mình sao trong bao hết giờ, nhưng mà ngồi quen rồi thì mình ngồi xuống mình cảm thấy mình thoải mái, cũng giống như quý Phật tử mà không có quen nghe pháp á, mới vô nghe 5-10 phút á, tự nhiên muốn chạy ra bên ngoài. Nhưng quý vị quen nghe pháp và thích nghe pháp rồi đó, thì 1-2 tiếng đồng hồ cũng bình thường. Cái hỷ là sự hân hoan, sự hân hoan làm cho chúng ta, giúp chúng ta thoải mái. Lạc đó là một cái sự gọi nhầm. Lạc được hiểu như là một cái sự an lập do cái sự gọi nhầm mà ra. Và cái lạc này đó, nó giúp chúng ta diệt được cái gọi là trạo hối. Dạ, trạo hối, cái tâm nó dao động, tâm nó tán loạn. Và sau cùng là cái gọi là định đó. Định tức là cái khả năng tập trung, nó giúp cho chúng ta diệt trừ đi cái tâm gọi là tham. Chữ tham mà đối với chi thiền đó có nghĩa là luôn luôn móng, luôn luôn mong ước, luôn luôn dõi mắt về trời xa xăm, luôn luôn đi tìm thêm cái gì đó. Dạ, thì có là tâm tham. Trong khi định đó là có khả năng an lập một chỗ, cái khả năng an trú trên một điểm. Lấy ví dụ là khi mà chúng ta ngồi thiền mà nhìn hơi thở ra, nhìn một lúc chúng ta thấy chán quá. Dạ, tại sao mình không thôi coi tivi, tại sao mình không mở điện thoại ra để mình check message, lại không mình không coi Facebook, tại sao mình không nói chuyện mà ngồi để chỉ nhìn hơi thở chán quá. Thì khi mình nhìn hơi thở mình chán quá đó, tại vì cái tâm của mình nó chưa có tập trung vào hơi thở, nó chưa có kháng khích với hơi thở. Nhưng mà nó cũng là một dấu hiệu của thói quen là chúng ta luôn luôn đi tìm,
nói cách khác là tâm chúng ta nó đang ở trạng thái bay nhảy, nó muốn chỗ này muốn chỗ kia. Bởi vì nó có như vậy thưa quý vị, chúng tôi biết là có một vài gia đình quen đó, họ có con trai và họ muốn con trai lập gia đình. Dạ, thì nếu con trai không lập gia đình thì cha mẹ nó không biết con mình nó có đồng tính không, tại sao nó không thích phụ nữ, không lập gia đình. Và khi mà cha mẹ của anh đã nêu cho chúng tôi thì chúng tôi nói rằng nó mẳng như vậy, có nhiều khi ta không muốn lập gia đình là tại vì ở cái tuổi nào đó người ta vẫn muốn bay nhảy, muốn đổi công việc này, đổi chiếc xe kia, đổi cái sở thích đó. Mà bây giờ có gia đình thì không có bay nhảy nhiều được nữa, là phải bị cùng một chỗ là không thích thôi. Nhưng mà ở đây chúng ta hiểu rằng cái sự phan viên bay nhảy đó, nó đối lập lại với cái sự tập trung, và cái tập trung ở đây là định, thì nó đối xử, nó đối ngược với. Có nhiều khi mình muốn chỉ là muốn thôi. Thí dụ như buồn quá muốn ăn cái gì đó, buồn quá muốn nói chuyện với ai đó, buồn quá muốn đi đâu đó, buồn quá muốn làm cái gì đó, thì cái muốn đó nó đơn giản, nó chỉ là một thói quen, nó chỉ là một thói tật. Nhưng mà cái thói tật đó, đó với người bình thường không hề gì, nhưng mà với cái người tu, đặc biệt là tu thiền đó, thì cái thói tật đó nó khiến chúng ta không có tập trung, không định tâm được. Thì như vậy khi mà chúng ta nói đến năm chi thiền đầu á, thì tâm á, là nó trị hung thủy, tứ thứ gì nó đối trị nghi hoặc, hỷ là nó đối trị sân, nó đối trị trạo hối, và định nó đối trị tham. Nhưng mà rồi một khi mà cái sự tu tập tiếp tục và tiếp tục đó, thì cái sự hân hoan và cái cảm giác mà gọi nhung thì nó sẽ không còn. Giống như quý vị Phật tử mới đi chùa, mới làm việc gì đó thích lắm, thì mình làm việc lâu thì mình vẫn còn thích đi chùa, vẫn còn thích nghe pháp, nhưng với cái tâm nó đầm hơn, nó điềm đạm hơn. Và cái sự điềm đạm này đó, nó nhường và cái sự hân hoan ban đầu nó nhường chỗ để cho sự điềm đạm. Sự điềm đạm không có nghĩa là không có thích, sự điềm đạm không nghĩa là mình không có làm, vẫn đi chùa, vẫn nghe pháp, nhưng mà nghe với cái tâm đầm tính hơn. Chúng tôi nhớ rằng ở Mỹ có nhiều khi nó có trường hợp này, là một người họ mới mua chiếc xe, tại chiếc xe nó tắm sôi, họ lau dọn cho sạch sẽ. Nhưng rồi có những người xài chiếc xe 5-7 năm rồi thì vẫn lau, vẫn dọn sạch sẽ. Nhưng cái lau dọn sạch sẽ đó, nó không phải là do cái sự phấn khích, do cái tâm hào hứng thời ban đầu, mà cái sự họ vẫn lau dọn xe, họ vẫn giữ xe sạch sẽ, nhưng mà họ không còn có cái tâm mà háo hức ban đầu nữa. Thì chúng ta hiểu rằng cái gì đó mà mình đã thuần thục, đã thành thạo, thì nó đạt đến tâm xã. Và đây là câu hỏi mà hồi nãy chúng ta hỏi Thiền Tọa Tề Siêu, cái xã mà của sự lãnh đạm nó khác với xã thiền chi như thế nào. Cái xã thiền chi là cái xã của một cái sự trưởng thành, mà Thiền Tọa Tề Siêu dùng cái thí dụ là cái tâm thái của một ông lão, của một vị lão tiền bối, dạ, đã quá nhiều kinh nghiệm, đã quá từng trải, nên chi đối diện với sự việc ấy, thì cái tâm điềm đạm. Nhưng sự điềm đạm này không có nghĩa là vô tri, sự điềm đạm này không nghĩa là lãnh đạm, sự điềm đạm này không có nghĩa là sự thờ ơ, vẫn biết, vẫn thấy, vẫn đủ khả năng ứng, nhưng mà cái tâm nó không có sôi nổi, dạ, nó không có sôi nổi, không hào hứng. Thật ra cái này là điểm mà chúng ta tương đối khó. Và chúng tôi muốn nhắc quý vị một điểm rất là tế nhị ở đây là về ưu. Thật ra thì cảm thọ là một đề tài lớn, nhưng mà khi nói đến thọ ưu đó lại là một đề tài rất là tế nhị. Bởi vì nếu quý vị nào học nhớ lại trong bài học Thắng Pháp lúc trước, thọ ưu đó, nó chỉ có trong tâm sân. Và cái chữ sân đó là cái chữ mà chúng ta xài rất là dễ hiểu lầm. Sân chúng ta nghĩ là nổi nóng mới là sân, không. Chữ sân mà ở trong tâm sân nó chỉ là cái chuyện mà nó có thể là một trạng thái nóng, cũng có trạng thái là không vừa lòng, không hài lòng với gì đó. Thí dụ như là thái tử xích, thí dụ như Đức Bồ Tát khi ngài đi dạo bốn cửa thành, ngài nhìn thấy cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, cảnh người xuất gia, cái tâm trạng của ngài không có hân hoan về cuộc sống.
Ngài tự hỏi một câu hỏi rằng tại sao ta bị sanh già đau chết chi phối mà lại tiếp tục đi tìm cái bị sanh già đau chết chi phối. Thì ở đây thưa quý vị, nói theo cái ngôn ngữ Việt Nam, nó là Ngài, Ngài là nổi tâm sân thì nói về không có đúng. Nhưng mà Ngài có một thứ thọ ưu. Và cái thọ ưu này đó, theo trong kinh Sakkabanha đó, gọi là thọ ưu nên thân cận. Thân cận. Và trong Phật học có một cái chữ khác mà chúng ta rất là dễ hiểu lầm. Đó là cái chữ yểm ly, mà dịch là nhàm chán. Và ví dụ như là ở trong Vô Ngã Tướng là khi một vị thánh đệ tử có học có tu, biết và thấy như thế rồi thì khởi tâm nhàm chán đối với sắc, nhàm chán đối với thọ, nhàm chán đối với tưởng, nhàm chán đối với hành, nhàm chán đối với thức. Do nhàm chán vì ly tham, do ly tham tâm được giải thoát. Cái nhàm chán ở đây là yểm ly tại đây, tức là cái tâm không còn thích thú nữa, không hứng thú nữa. Ví dụ như là quý vị sống trong cuộc đời có một giai đoạn nào trong tuổi là thích ăn diện, đi đâu cũng muốn ăn diện cho đẹp, cho người khác chú ý. Nhưng tới cái tuổi nào đó thì mình không còn cảm hứng với chuyện ăn diện đó nữa. Và không có quan trọng người khác họ thích mình, quan trọng là mình sống sao cho mình thôi. Mình đi xe thế nào, bản đồ thế nào cho mình thoải mái. Chứ mình không còn có cái hứng thú với chuyện mà là phải bắt mắt, phải làm cho người khác họ để ý đến mình. Hay hoặc giả là có nhiều người thì mới ra đời thì được một chức vụ gì đó, được một vai trò gì đó, thì họ thấy hãnh diện dù chức vụ chỉ là hư danh thôi. Nhưng một người đã sống đánh lặng quá lâu rồi thấy rằng cái chuyện mà hư danh, cái chuyện mà quyền chức địa vị cái gì đó, nó chẳng có mang gì trời cho mình hạnh phúc, mà làm cho mình phiền thôi. Và vị đó sanh tâm lãnh đạm, sanh tâm lãnh đạm với điều đó. Thì cái sự lãnh đạm ở đây điều khi chúng ta hiểu là yểm ly. Thật ra trong chữ Hán chữ yểm ly là nhàm chán, thưa quý vị. Thật ra Đức Phật Ngài dạy rằng có những cái thọ ưu nên thân cận và thọ ưu không nên thân cận. Cái mà từ tòa từ siêu và chúng tôi thường hay nhắc quý vị Phật tử là khi chúng ta học chúng ta phải rất là cẩn thận, bởi vì khi học tấn pháp đó là thọ ưu chỉ có trong tâm sân, và tâm sân là tâm bất thiện, và tâm bất thiện là tâm mình không nên có, không phải như vậy đâu. Phải rất ưu cẩn thận. Cái việc mà thọ ưu ở đây là một trạng thái. Ví dụ như là Đức Bồ Tát Ngài chìm thuyền ở trên biển, và khi Ngài lội vào trong bờ thì Ngài nhớ lại cái cảnh tượng đó, thì Ngài quán xét lại thấy cái cuộc sống ở trong thế gian này đúng là lặn hụp giữa biển, giữa phong ba của cuộc đời. Và rồi Ngài giác xá khi mà Ngài nhìn thấy những cái vũ công băng diều trang điểm rất là đẹp, nhảy múa những cái vũ điệu rất là hấp dẫn, rất là lôi cuốn. Bây giờ thì mệt mỏi nằm lăn ra ngủ ở trong một căn phòng mà ngủ cũng không đẹp, mà cái tiếng ái cũng không đẹp, mà sâu phấn lè lẹt cũng không đẹp. Thì cái không đẹp đã làm cho Ngài chán nản. Ngài đã bỏ nhà ra đi và Ngài đến phường Lộc Quyển do cái sự đưa đẩy và gặp được Đức Phật, nghe pháp và giác ngộ. Thì không phải là cái thọ ưu nào nó cũng xấu hết. Dạ, chúng ta nhớ. Và chẳng những nó không xấu mà nó còn có khả năng nung nấu. Cái sự nung nấu này đó, nó dẫn đến sự chuyển hóa. Dạ. Quý vị nhớ là thiền đó. Thiền có nghĩa là nung nấu. Ví dụ như mình nấu hột sen, mà mình nấu mới nấu nó khác, mà nấu cho nó nhừ, cho nó mềm, là nó trải qua một giai đoạn nung nấu. Cái chi cha ná đúng nghĩa là nung nấu, thưa quý vị. Có đôi khi gì là thiêu đốt, có nghĩa là nung nấu. Về điểm này đó thì chúng ta nên hiểu là để có một sự chuyển hóa, để có một sự vượt thoát đó, thì cái sự chuyển hóa quan trọng nhất đó, đó là sự chuyển hóa nội tâm. Và nội tâm đó, nó giống như một cái hồi nhỏ ông thân phụ chúng tôi làm thợ mộc với chúng tôi biết đó, là mình muốn uống công một tấm ván hay là muốn uống cái gì đó, mình uống xong thì nó trở lại trạng, mình bẻ nó trở lại trạng thái cũ. Tại vì sao vậy? Nhưng mà để uống như vậy người ta phải hơi lửa, do có cái độ nóng đó, thật ra nó mới mềm. Và mình uống nó rồi mình giữ nó một hồi, cho đến khi mình buông nó ra thì nó đã cong rồi. Thì ở đây là một cái phương thức chuyển hóa. Và chana là một cái công đoạn, mà công đoạn nung nấu làm cho chúng ta được thành thục, làm cho chúng ta thay đổi. Và sự thành thục thay đổi này đó, nó dựa vào tầm tứ lạc định. Ưu và xả đó được nói đến,
nhưng mà ưu và xã thường không nêu trong năm thiền chi. Tại năm mới thiền chi nói là chỉ đối trị với năm cái pháp cái. Hồi nãy chúng tôi đã phát nói là tham dục, sân độc, hung thủy, trạo hối và nghi hoặc. Do chúng ta nói, chúng ta nói tham thiền chi, nhưng mà thật sự khi mà mình đã đạt đến trạng thái tứ thiền theo kinh tạng ngũ thiền thì chúng ta đừng nói về pháp cái này nữa, mà chúng ta phải nói rằng một cái sự chuyển hóa vượt thoát, vượt lên trên cả cái cảm thấy hỷ và lạc. Và bây giờ thì chúng ta mới thấy là cái xả đó nó là một thiền chi. Và trong cuộc sống hàng ngày, ví dụ một người sống ở trong cung vàng địa ngọc, sống của nhung lụa, mà đôi khi nhìn thấy những cảnh để mà phát tâm để xuất gia, để thay đổi cuộc sống, thì rõ ràng cái ưu thọ nó đóng một vai trò rất là quan trọng. Thật ra mình học mấy cái này mình nên hiểu là tại sao ở đây không nói đến năm chi thiền và nói đến bảy chi thiền. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phổ Pháp Buddha Dhamma. Ngày mai này chúng ta sẽ có giáo trình kinh sẽ giáo kinh trình Phổ Pháp cơ bản. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sư thú lần thay chúng con thành kính tri ân và giúp đỡ. Sư thú lần thay con Metta Ban Nha thay mặt đầy chúng trong rung, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tu chỉ, không làm các ác nghiệp, không tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý lời Chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ước đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết chuyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tức công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Yang kincit kusala kamang kapa panggiri yang memangkaye nawaja manasa bidase sukatang katang.